Thưa các bạn, kể từ giữa những năm 1600, đã có rất nhiều trường hợp được cho là con người đã nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh đang đi bộ trên trái đất của chúng ta. Mặc dù nhiều người vẫn hoài nghi về những thông tin này, nhưng khả năng người ngoài hành tinh đến thăm trái đất của chúng ta là có thể khi khu vực 51 của Mỹ ngày càng bí ẩn, hoặc các nghiên cứu quy mô lớn của chính phủ Mỹ, chẳng hạn như dự án Blue Book, hay còn gọi là sách xanh bí mật về UFO của Mỹ. Cho dù bạn là một người bảo thủ hay là một người có tính hoài nghi, mỗi ngày hàng trăm người khẳng định đã nhìn thấy người ngoài hành tinh bằng chính đôi mắt của mình. Vì vậy mời các bạn đến với 5 video người ngoài hành tinh được quay lại bởi máy ảnh và phát hiện trong cuộc sống thực. Bắt đầu nào! Số 5. Người ngoài hành tinh trong nghĩa trang. Vào tháng 12 năm 2005, một người đã đi ngang qua một khu vực giống như một nghĩa trang, đưa máy ảnh ghi lại hình ảnh những tấm bia cổ. Đầu tiên, anh ta không thấy bất cứ điều gì trong lúc quay phim. Chỉ sau khi về nhà, anh ta nhận thấy có điều gì đó bất bình thường khi anh xem lại đoạn phim. Một sinh vật nhỏ, giống người ngoài hành tinh xuất hiện từ phía sau một tấm bia mộ. Thông tin thêm là sinh vật này có làn da màu nâu xám, gần giống như màu của tấm bia mộ. Và thật tiếc khi người đàn ông đã bỏ lỡ buổi khám phá kỳ diệu này tại thời điểm nó xảy ra, đúng không nào? Số 4. Sinh vật trên mái nhà. Video này được ghi lại từ một ngôi làng ở Mexico. Vào năm 2015, một người đàn ông nghe những tiếng ồn lạ lùng xuất phát từ bên ngoài của căn nhà, vừa sợ hãi và tò mò. Người đàn ông quyết định cầm máy quay phim mang theo trước khi anh đi ra ngoài để kiểm tra. Nghe âm thanh gì đó xào xẹt qua những tán lá cây bên ngoài, người đàn ông đưa máy ảnh lên và quay. Một tiếng hét lớn kỳ lạ sau lưng anh. Khi anh ta quay lại, một sinh vật cao, mảnh khảnh, có thể giống người ngoài hành tinh được phát hiện trên nóc nhà. Nó đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Sinh vật đã chạy trốn một lúc sau đó, và người đàn ông đã đủ thông minh để quyết định không đuổi theo nó. Số 3. Khu vực 51. Trong những năm qua, nhiều du khách và những người đam mê X-File, hay còn gọi là hồ sơ tuyệt mật, đã đổ xô tới biên giới của khu vực 51 với hy vọng có thể nhìn thấy một cái gì đó trong thế giới này. Trong video này, ba chàng thanh niên đã thực hiện một chuyến đi đến địa điểm nổi tiếng này tại quận Lincoln, Nevada. Họ đã đi bộ xung quanh biên giới khu vực này và quay lại những tấm biển cảnh báo tại đây. Sau khi nói chuyện với một nhóm khách du lịch khác, chàng trai trẻ đang cầm máy quay và bị sốc khi nhìn thấy một sinh vật không xác định đang đi ngang qua con đường. Ba chàng trai bắt đầu hoảng loạn và chạy trở lại xe để lẩn trốn. Nhưng sinh vật kỳ lạ dường như đã biến mất chỉ sau đó vài giây. Số 2. Sinh vật dưới chân cầu. Không có thông tin chính xác về nguồn gốc của cảnh quay này, ngoại trừ được biết là nó được ghi lại ở thời gian những năm gần đây. Một nhóm các chàng trai đã quay lại quang cảnh hành trình đi du lịch của họ bằng camera. Bỗng dưng một người trong số họ đã khẳng định nhìn thấy một cái gì đó rất kỳ lạ ở bên dưới chân cầu vượt. Nhóm thanh niên quyết định dừng lại và xuống xe để kiểm tra. Với máy quay trên tay, họ vô tình phát hiện một sinh vật kỳ lạ đang lấp ló sau một trụ bê tông lớn và phát ra những âm thanh đáng sợ. Họ cố gắng tiến tới gần để tiếp cận. Nó thò đầu ra một lần nữa, khiến cả nhóm thanh niên sợ hãi và trở về xe rút lui khỏi nơi này. Số 1. Đi dạo ban đêm. Vào tháng 4 năm 2011, một người đàn ông trẻ người Úc đã quay lại cảnh con mèo của ông khi nó đang lang thang đi trên hiên nhà sau của ông ấy. Ông đưa máy quay lượn quanh một vòng trong sân sau của ngôi nhà của mình, phát hiện điều gì đó kỳ lạ. Ông ta phóng to camera của mình, vô cùng sốc khi ông ta nhìn thấy một sinh vật như người ngoài hành tinh đang quan sát ông ta cách đó vài mét. Những gì ông ta nhìn thấy về sinh vật này là nó rất kỳ quặc và không giống bất kỳ con vật nào mà anh ta từng biết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh Daily AZ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.